Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với thành phố bị tụi quái vật bồn cầu xâm chiếm. Nhưng mà các bạn đừng có lo, bởi vì là đã có Thắng ở đây rồi. Bây giờ Thắng sẽ đi nâng cấp ra những siêu anh hùng cameraman cực kỳ là mạnh, mạnh nhất ở trong cái thành phố này luôn. Thắng chỉ mong ngày hôm nay Thắng nâng cấp lên sức mạnh của anh Titan TV Man. Thì như thế những cái bọn quái vật bồn cầu chỉ cần nhìn thấy Thắng thôi là bọn nó sẽ tự sợ hãi và lổ tung luôn. Hiện tại Thắng chỉ là một anh cameraman bình thường mà thôi. Bây giờ Thắng phải tập hợp tất cả những anh cameraman ở trên cái con đường này thì mới nâng cấp được sức mạnh. Bốn anh cameraman thì sẽ nâng cấp lên anh nào đây các bạn ơi? Đứng chờ. Không phải là bốn anh đâu, mà ở đâu đây còn có thêm sẵn một anh với cả một anh cameraman đang cầm gậy bóng chày. Ui, nhưng mà đội quân bồn cầu kia nó cực kỳ là mạnh luôn, chưa gì mà đã mạnh thế kia rồi. Có cái anh Toneman mặc bộ vest màu đỏ nhưng mà cái quả đầu lại là quả đầu bồn cầu, trông rất là bẩn luôn. Và một con toilet nhện và một con toilet quân sự. Nói chung là bọn nó rất là mạnh luôn, không biết là cái đội quân của Thắng có đấu được không. Thì bây giờ Thắng phải nâng cấp hai cái anh cameraman màu xanh blue này thì sẽ thành hai cái anh cameraman bắn súng nha, camera nhưng mà bắn ra rocket đó. Mấy bạn đừng có coi thường. Mà sao tự nhiên có một anh màu trắng lẻ ở đây nhở? À đây rồi, ta sẽ mua thêm một anh màu trắng nữa. Đó, màu trắng xám kết hợp lại vào với nhau. Ui, là sẽ thành một anh cameraman cũng cầm bóng chày. Thế này thì nâng cấp luôn, nâng cấp anh cameraman cầm bóng chày. Có hai anh giống nhau rồi thì nâng cấp luôn. Anh đứng vào đây, đứng vào đây. Ui, là sẽ ra anh speakerman. Đang cầm gậy bóng chày, bây giờ chả cầm cái gì nữa, không biết là có win được không. Hai anh blue này kết hợp vào với nhau. Ui, là sẽ thành camera chân nhận nha. Ui, nhưng mà bên mình có mỗi ba người, không biết là có win được không các bạn ơi. Bắn mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Ơi, màu xanh là bên mình, còn đâu màu đỏ là bên của bọn nó nha. Ui, 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 thua rồi các bạn ơi. Thôi xong, bọn nó hơn mình số lượng cả sức mạnh thì làm sao mà mình win được. Chỉ mong là quay được thật là nhiều tiền. Wow, được mở hộp quà luôn. Nhưng mà hộp quà lại là hộp quà Minecraft này các bạn ơi. Ui, Thắng mở được hộp 999 tiền xu luôn nha. Không biết là mua được bao nhiêu anh cameraman đây. Gì mà người ta cho ít thế này. Một anh đang lang thang ở đường, thêm một anh nữa và thêm luôn một anh nữa. Đứng bằng nhau. Bây giờ kết hợp hai màu xanh, mua thêm một này, hai này, ba này. Hết mất tiền rồi nên là mình không thể mua được thêm nữa. Hai anh blue này kết hợp đứng lui lui ra đây. Còn cái anh màu đen này là cái anh gì? Hình như là kết hợp mấy cái anh màu xám hay sao nhở? Không kết hợp được các bạn ơi. Anh cầm gậy bóng chày đứng lên đây. Hai anh màu xanh và blue kết hợp vào với nhau là sẽ ra hai quả loa. Ui, bây giờ ta sẽ kết hợp hai quả loa này. Wow, tự nhiên hai cái quả loa ngầu thế ra luôn một anh cameraman camera màu đỏ. Thế này không biết là có mạnh không đây. Chiến đấu thôi nào. Winnie, Winnie, Winnie. À, bọn nó mất máu nhanh hơn bọn Thắng các bạn ơi. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Lại thì quân sự này, lại thì quân sự này. Bọn Thắng đã giành chiến thắng rồi. Cái gì đây? Anh cameraman đẩy xe bò à? À không phải, bây giờ là bắn mũi tên lui 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 lui. Bắn nè, bắn nè. Sao mà bắn toàn sơn nhỉ? À, biết rồi. Ua, các bạn ơi, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa, đông chưa. Thắng đi qua cái cánh cửa kia, thế là thêm rất nhiều luôn. X3 luôn. Ui, chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Bọn kia chạy đâu cho thoát. Thay vì tiến lên, những anh cameraman đã đi lùi lại và bây giờ có một cái bức tường chắn bắn nè. Bọn nó rất là khôn nha. Bọn nó đi ra giữa. Thế nào? Bọn anh chỉ còn mỗi 5 anh cameraman mà thôi. Mua luôn một anh nữa. Hai anh blue này kết hợp vào với nhau. Đứng ở đây, hai màu xám này. Màu xám này cầm bóng chày này kết hợp này và hai anh speaker kết hợp với nhau thì sẽ được anh TV Man này. Quá là tuyệt vời luôn. Có anh TV Man rồi, tí nữa là mình sẽ nâng cấp TV Man lên đại TV Man Titan TV Man luôn. Bây giờ là chiến đấu. Bắn nè, bằng chu. Win không, chắc chắn là win rồi. Các bạn nhìn cái thanh kìa, cái thanh máu kìa. Bọn nó hết thanh máu rồi còn đâu nữa. Nhất là cái anh cameraman mở camera màu đỏ này bắn ra tia laser, một phát thôi là lổ tung bọn nó rồi. Uầy, chưa gì mà nhìn cái con đường này có ba anh bồn cầu nhện đứng chờ mình sẵn ở đây rồi. Rồi, ba anh thì đấu với ba anh nào? Đấu luôn nè. Tránh xa cái hàng rào này ra. Xong, về tới cuối thì cũng chỉ có bốn người mà thôi. Hai anh này nâng cấp, hai anh này cũng nâng cấp. Bây giờ là hai cái khẩu pháo dài. Có luôn, có cái loa. Mình cứ tưởng ra anh camera màu đỏ cơ. Hai anh này kết hợp lại với nhau. Đấy, chiến đấu. Ui,
Hai cái tên bồn cầu kia cầm cái quả chày to khủng luôn, nhưng mà không thể win được bàn thắng. Các bạn ơi, nhìn kìa, bắn luôn. Chỉ cần một cái tia laser của anh camera màu đỏ kia là bọn nó lổ tung hết rồi. À, đây này, cái màn này chơi mới thích này. Chỉ cần đi qua cánh cửa là tăng số lượng lên 10 cameraman. X2, 20, ui lại phải trừ rồi. Mới tăng được một tí thôi mà đã trừ của mình. Thôi xong, đầu này đi vào giữa. Ý, may quá, chỉ bị trừ duy nhất một anh camera thôi. Kết hợp vào với nhau nha, hai anh blue này. Giờ là lẻ hết sạch rồi, có đâu nữa mà kết hợp. Khoan đã, có một con rồng nó bay qua. Mình thử bắt con rồng này xem nào, bắt luôn. Ui, con rồng này nó mang theo 4.832 tiền, nhưng mà phải xem quảng cáo mới nhận được. Mà bây giờ đội quân bồn cầu bọn nó rất là đông luôn, có cả bồn cầu 4 đầu với cả bồn cầu quân sự, 3 cái bồn cầu quân sự. Ôi, có win được không? Khoan đã, thằng sẽ nâng cấp hai cái quả loa này, rồi nâng cấp anh camera màu đỏ. Ui, bây giờ là có xe tăng hỗ trợ, chắc chắn là chiến thắng rồi các bạn ơi. Chiến đấu thôi, start, bắt đầu. Ui, bắn ra những quả cầu lửa, một phát này, hai phát này, phát thứ ba này, nhưng mà chắc là ôi rồi, ui thắng rồi, tí nữa còn một chút xíu thôi là bọn thắng sẽ bị thua đây. Win luôn, yeah, lại thì quân sự này, hay quá, bọn thắng càng ngày càng mạnh rồi. Những anh cameraman bây giờ đang lạc vào cái thế giới Mike. Ui, lạc vào thế giới Minecraft, thế là bị hai quả bom TNT phát lỗ. Còn đúng hai anh bây giờ thêm hai. Ui, đừng cái bộ. Một bồn cầu, hai bồn cầu, ba bồn cầu nhiều đầu và hai bồn cầu quân sự. Càng ngày bọn nó càng nâng cấp rất là mạnh, rất là đông luôn. Thôi, bọn nó nâng cấp thì mình cũng phải nâng cấp mà thôi. Chỉ có điều là mình không có tiền mua những anh cameraman. Hai anh này kết hợp vào với nhau. Uầy, hai anh speaker ra luôn, anh TV. Và bây giờ hai anh TV này nâng cấp. Wow, hai anh TV nâng cấp thì lại ra anh Titan Speaker. Và cái anh Titan Speaker này cực kỳ là to lớn. Quả này bọn kia làm sao mà đấu lại được với bọn thắng. Bắt đầu win, bắn nào, yo, bắn luôn. Thôi xong rồi, bọn nó, wow, ba quả. Uầy, trời ơi. Thôi xong rồi các bạn ơi, bên mình thua mất tiêu rồi. Ba cái quả quái vật mà nhiều đầu đấy, nó đấm một phát là to luôn cái anh Titan Man của mình. Uầy, bọn nó khỏe quá ta. Cố gắng mở ra được cái hòm nhiều tiền nhất để còn mua những anh cameraman chứ. Thế là xong, phe chính diện đã thất bại, nhưng mà cố gắng ván này sẽ không bị thất bại nữa đâu. Đừng, cộng 10. Ấy, có một anh cameraman nữa này. Bắn nè. Uầy, bọn nó xuất hiện cực kỳ là đông luôn. Nhân 2. Ok, 24. Bắn nè. Cháy sang. Bọn nó đông quá các bạn ơi. Đông quá. Trừ 2. Rồi, cộng thêm 3 anh cameraman. Bắn nè. Sao vẫn chưa xuất hiện những cái cánh cửa để cho mình thêm đội quân nữa đi. Bắn nè. Được. Ui, đông quá các bạn ơi. Bắn nữa đi. Xong. Như vậy là chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5 anh camera màu blue mà thôi. Không sao, có là còn hơn là không có ai. Lần này thì đội quân bồn cầu Squiddy bọn nó nghe có vẻ là ít hơn cả yếu hơn, nên là không thắng được bọn thắng đâu. Đấm mạnh lên anh Titan. Đúng rồi, đấm vỡ một cái con bồn cầu nhiều đầu đi. Đấm mạnh lên, hay quá. Uầy, bọn nó vẫn còn sống sót nha. Không. Lần này là chiến thắng thật rồi. Này thì bồn cầu trực thăng này, này thì bồn cầu quân sự này, win luôn. Chứ lúc đấy bọn nó đông quá nên là không thể win được. Hai anh cameraman kết hợp với nhau thì sẽ là một anh loa. Bây giờ mua mấy cái anh camera này thì càng ngày càng đắt luôn. Quân của mình đông như thế này rồi. Cố gắng lên, bắn mạnh lên. Anh camera đó, bắn mạnh lên. Rồi. Bên toilet bồn cầu, máu của bên nó đã tụt đi rất là nhiều. Nhưng mà bên thắng không biết là có win không. Không win được rồi, trời ơi, thêm một anh Titan nữa chắc chắn là win. Nhưng mà không, bên mình đã bị thua mất tiêu rồi. Nhảy lên, có chìa khóa. Chìa khóa để hôm qua thì có sẽ rất là nhiều tiền luôn. Lại gặp ba toilet chân nhện rồi, biến nè. Còn đúng một mình anh camera này. Thôi sao về tới đích với anh camera thì làm sao mà win được. Hai anh này kết hợp vào với nhau, hai anh màu trắng và hai anh blue đứng ở đây. Hai anh mong trời thì sẽ ra anh loa, và hai anh loa sẽ ra anh TV. Uầy, đây này, bây giờ TV với TV thì sẽ ra thêm một anh Titan Man. Ok, Speaker Man này kết hợp vào với nhau để xem hai anh Titan Speaker kết hợp vào với nhau thì sẽ ra anh gì các bạn ơi. Uầy, what,
cái gì thế này? Rất là bất ngờ. Mình tối mất, mình chơi mất, mình ngảo mất. Tại sao hai anh Titan Man kia lại ra một cái bạn ở trong Minecraft là sao? Đùa mình à? Ra một đại ca siêu nhân. Thế này thì làm sao mà chiến thắng được cái bọn quái vật bồn cầu kia? Đấu đệ, bắn nhau đệ, bắt đầu bùm 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 bùm, win. Uầy, cái bạn siêu kia cũng khá là mạnh đó nha. Có thể đấu được cái nhà tiến sĩ bồn cầu kia. Win là cái chắc rồi, các bạn ơi, đấu luôn. Yeah, sau 30 ván thua cuộc thì cuối cùng bọn thằng cũng đã giành chiến thắng với bạn siêu nhân. Được rồi, còn bây giờ là chỉ việc nâng cấp ra những anh camera bắn từ xa mà thôi, chứ không cần nâng cấp những anh speaker man nữa. Uầy. Lại còn ăn bớt 5 cameraman của mình chứ. Biến à mấy con chân nhện này. Đừng phát lỗ. Mất mấy anh cameraman rồi. Hai màu xanh này kết hợp vào với nhau. Và hai anh này đứng vào đây. Hai cái quả loa. Why? Bây giờ là ta có thể kết hợp hai quả xe tăng. Hai quả xe tăng thì sẽ ra một anh siêu nhân Minecraft. Ôi giời ơi, bọn quái vật bồn cầu này biết hồn thì cút đi. Trời ơi, bọn nó lại còn có cả quỷ lửa trong Minecraft đã hỗ trợ. Thế này thì sợ quá. Thấy chưa, thua chưa? Làm sao mà thắng được? Bên mình có tận 2 siêu nhân cơ mà. Cứ tưởng là ngày hôm nay nâng cấp kỳ cỡ lên anh Titan TV Man cơ. Hóa ra cũng chỉ nâng cấp lên anh Titan Speaker Man mới cả xe tăng là kỳ cỡ rồi. Ok, thì cái video của anh tới đây là kết thúc của nhà. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.